Con nhà giàu. Món quà của bạn Mai đẹp ghê, thật là hợp với mình, phải xuống khoe ba mẹ mới được. Ba mẹ, nhìn con này. Gì thế con? Ba mẹ đang bận, lát nữa nói chuyện sau nhé. Ba mẹ chả quan tâm gì đến mình cả. Hóa ra, ba mẹ muốn làm mình bất ngờ đây mà. Ba mẹ vẫn nhớ tới sinh nhật của mình. Công chúa đi học về rồi đó à? Là bác nấu mấy món ăn ngon này à? Cháu cứ tưởng... Tưởng mẹ cháu làm hả? Bác còn nhớ hôm nay là sinh nhật cháu, nên nấu nhiều món ngon để cháu ăn. Vâng ạ. Bác ơi, ba mẹ cháu không có nhà sao? Ba mẹ cháu nói là hôm nay phải tiếp đối tác nên không ăn cơm nhà. Cháu ăn đi này, tôm tươi mà, ngon lắm đó. Món cháu thích nhất đấy. Dạ. Con chào ba ạ. Chào con. Con đi học về rồi à? Vào rửa tay rồi ăn cơm với bác Xuân đi. Ba mẹ lại không ăn cơm ở nhà sao ạ? Ba mẹ phải đi tiếp khách con gái à? Nhanh lên em, muộn mất rồi. Đây, xong rồi đây mà. Con ở nhà ngoan nha, ba mẹ đi công việc. Nhưng mẹ ơi, hôm nay cô giáo cho con bài tập về nhà, ba mẹ phải giúp con làm mới được. Để khi nào ba mẹ về đã nhé. Mình đi thôi anh, muộn mất rồi. Nào, vào nhà thôi, lần sau anh đừng có mà uống say thế này nữa nhé. Say đâu mà say, em thật là... Phương, sao giờ này con chưa ngủ nữa? Thôi, đi ngủ nào, anh mệt lắm rồi. Mẹ ơi, ba mẹ cho giúp con làm bài tập mà. Ôi trời ơi, không làm được bài thì gọi điện hỏi bạn hoặc cô giáo đi chứ. Còn có thấy ba mẹ đi tiếp khách, thời gian đâu giúp con làm bài tập. Thôi, con mau đi ngủ đi, mai còn đi học sớm. Sao giờ này con bé còn chưa đi học về, không biết la cà đâu nữa. Tôi đã gọi điện đến nhà của cô giáo và các bạn, mà không thấy có cháu Phương ở đó. Tôi lo quá cô cậu ạ. Cô giáo nói hôm nay Phương cũng không tới lớp. Phải đi tìm con ngay thôi. Để anh đi báo công an. Con đi đâu giờ này mới về? Con có biết mọi người lo lắng thế nào không? Dạ, con xin lỗi. Tại sao hôm nay con không đi học? Tại con chưa làm bài tập nên con xấu hổ, sợ cô la. Bài tập khó lắm mà, sao con không làm được? Không ạ, cô cho bài tập về nhà là hãy để một ai đó trong gia đình ôm, rồi ghi lại cảm nghĩ của mình. Từ hôm qua, con rất muốn ôm ba mẹ, nhưng mà mọi người ai cũng bận. Con không hoàn thành bài tập, nên không dám đến lớp. Con... Con gái! Ba mẹ thật vô tâm quá, mãi mê làm ăn mà quên mất con gái cần gì. Ba mẹ xin lỗi con. Nào, giờ mình làm bài tập về nhà cho con nhé. Con gái, từ giờ chúng ta sẽ làm bài tập này thường xuyên nha. Dạ. Điều khó giấu nhất là tình yêu. Ngày xưa, có một người cha ngày nào cũng dạy con trai bắn cung, mong mỏi cậu lớn lên thành một chàng trai dũng cảm và mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, cậu con trai đã tròn 18 tuổi, trái tim cậu bắt đầu biết rung rinh vì một người con gái. Thế nhưng... Cha ơi! Con có chuyện muốn kể cho cha nghe. Cha cũng có chuyện quan trọng muốn nói với con. Con hãy lắng nghe và ghi nhớ từng lời cha nói đây. Dạ. Ngày xưa, cha vốn là thần gió. Một ngày nọ, cha và thần mưa quyết đấu
để chứng tỏ sức mạnh thần thánh của mình. Anh đã thua rồi, chiếc quạt của anh sẽ thuộc về tôi. Không có chiếc quạt, ta không còn là một vị thần nữa. Giờ ta còn yếu ớt hơn cả một người bình thường. Đây là chiếc cung cầu vồng mà cha đã nhờ thần nắng làm riêng cho con. Nó sẽ mang lại cho con sức mạnh của trời đất. Hãy trả thù cho cha. Nếu ngày nào mối thù này chưa được trả, thì cha không thể yên lòng được. Vâng, thưa cha. Bao lâu nay, mình chỉ thấy cha là một người hiền từ, chứ không hề biết cha là một vị thần. Lại là một vị thần mang trái tim thù hận đến thế. Ồ, thần gió đây ư. Lâu lắm rồi mới được gặp ông đấy. Ông không thể lên trời nên chúng tôi phải xuống tận đây để gặp ông. Nghe ông chỉ dạy đây. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở lại bầu trời. Vì con trai tôi sẽ giành lại chiếc quạt gió cho tôi. Một chàng trai khỏe mạnh và can đảm đấy. Đâu rồi? Kẻ thua cuộc đâu rồi? Ông muốn gặp tôi để quỳ xin chiếc quạt đấy ư? Đừng vội mừng. Rồi ông sẽ phải quỳ xuống mà dâng trả nó. Con trai tôi đây sẽ quyết đấu với ông. Anh ấy là con trai thần gió ư? Cha ơi, cha và thần gió là kẻ thù hả cha? Đúng thế, ông ta là kẻ thù không đội trời chung với cha. Cô ấy là con gái thần mưa sao? Sao con lại khóc? Dạ không, chắc tại ở đây gió mạnh quá. Mình sẽ che giấu tình yêu dành cho con trai thần gió để không làm phiền lòng cha. Mình sẽ quên đi tình yêu của mình để báo thù cho cha. Sao hôm nay thần tình yêu lại vắng mặt nhỉ? Ta sẽ kéo dài thời gian để đợi thần tình yêu phán xử. Việc gì cũng phải chờ giờ đẹp. Như tôi thấy, rạng sáng ngày mai mới là giờ đẹp. Trận quyết đấu nên diễn ra vào lúc ấy. Rạng sáng mai thì rạng sáng mai. Chàng cung thủ bách phát bách trúng của cha đâu rồi? Từ hôm qua đến giờ, con không nói gì cả. Có điều gì khiến con trai thần gió, người có giọng nói ấm áp và trung thực nhất, lại không thể nói? Mình không thể nói với cha về tình yêu của mình được. Con gái, sao con cứ khóc hoài thế? Cha ơi, con không biết tại sao nước mắt rơi không ngừng được. Con gái thần mưa có đôi mắt trong sáng nhất, mọi vui buồn đều thể hiện trong mắt, không thể giấu đi được. Con hãy kể cho cha nghe điều gì khiến con đau khổ đến thế. Đúng rồi, con trai ta làm tốt lắm. Giờ hãy kết liễu hắn bằng một mũi tên đi con. Xin dừng tay, xin hãy nhận lại chiếc quạt gió và tha cho cha tôi. Chiếc quạt của ta đã trở về với ta. Con gái, con làm gì thế? Ta đã chịu thua đâu. Ôi, thật khủng khiếp. Hãy bắn đi con trai, nhắm ngay trái tim hắn và bắn đi. Con làm gì vậy? Không có chiếc cung, con sẽ không có sức mạnh nữa đâu. Con ơi, cung cầu vồng, xin hãy xua tan giông bão và cuồng phong. Vì sao con lại làm thế? Vì sao thế? Vì sao ư? Vì tình yêu đấy các thần ạ. À, thần tình yêu? Các vị là thần mà không nhận ra con gái thần mưa và con trai thần gió yêu nhau nhiều đến thế nào sao? Chúng ta đã làm gì thế này? Vì hận thù mù quáng mà chúng ta đã hại chết con mình. Để bảo vệ tình yêu, ta đã cầu xin thần chết trả lại cho họ sự sống. Còn các ông sẽ làm gì đấy? Sau tất cả, bầu trời lại trong xanh hơn bao giờ hết. Bởi có một điều đã tỏa sáng rực rỡ, xua tan mây đen và giông bão. Nó mạnh mẽ hơn cả những trận cuồng phong. Đó là tình yêu. Tuổi thọ các sinh vật. Ngày xưa khi mặt đất còn hoang vu, hỗn độn, Đấng tạo hóa đã tạo ra con người đầu tiên từ đất sét. Đừng lo lắng, chính ta đã tạo ra con và ban cho con sự sống. Giờ ta trao mặt đất hoang sơ này cho con hãy chăm sóc nó
để nó trở nên xinh đẹp và phong phú hơn. Thưa Thượng Đế, người đã ban cho con sự sống, vậy đó có phải là vĩnh hằng không? Không, đó là hữu hạn, con sẽ phải trả lại cho ta. Vậy thưa Thượng Đế, con sẽ được sống bao lâu ạ? Con có thời gian là 30 năm, hãy dùng chúng thật hữu ích nhé. Chỉ có 30 năm thôi sao? Thật là ngắn ngủi. Mình muốn có được một cuộc đời dài hơn nữa. Hỡi Thượng Đế Anh Minh, người cho con sự sống để chăm sóc mặt đất, nhưng sức lực con có hạn, trong khi mặt đất là vô hạn. Cầu xin người hãy cho người xuống giúp đỡ con. Ta mang tới cho con một người bạn, đó là một con bò. Bò có sức mạnh, nó sẽ giúp đỡ con làm đất, trồng cây. Bò sẽ ở cạnh giúp đỡ con trong 30 năm. Cầu xin Thượng Đế, con không nỡ xa ngài lâu như vậy. Xin cho con ở đây 10 năm thôi. Cầu xin Thượng Đế, vậy ngài hãy ban cho con 20 năm còn lại của bò. Được. Cầu xin Thượng Đế Anh Minh, ngài đã ban cho con một cuộc sống no ấm, nhưng con không thể nào vừa đi làm lụng vừa lại trông coi những của cải trong nhà. Cầu xin người ban cho con một người bạn để trông nom cho công lao vất vả của con. Ta lại mang tới cho con một người bạn mới, đó là con chó. Ta sẽ cho chó 30 năm sống cùng con. Cầu xin Thượng Đế, con rất nhớ mong ngài. Xin ngài cho con ở đây 10 năm thôi. Vậy cho con xin nốt 20 năm của chó. Được. Ở nhà trong nhà ngoan nhé, ta ra đồng đây. Chà, cuộc sống yên ả nhưng cũng thật buồn chán. Ta có một cánh đồng trĩu hạt, vườn cây đầy trái. Có bò giúp ta cày đất, chó giúp trong nhà. Nhưng mà tại sao ta vẫn cảm thấy buồn phiền? Cầu xin Thượng Đế Anh Minh, người đã cho con sự sống, sự no ấm, an toàn, con mạo muội xin hỏi, liệu người có thể ban cho con niềm vui không ạ? Con cầu xin hết lần này đến lần khác, liệu rằng sự giúp đỡ của ta có làm con thỏa mãn không? Thưa Thượng Đế Anh Minh, con xin cam đoan với ngài, đây là lần cuối cùng con cầu xin. Ta đưa đến cho con một người bạn. Đây là một con khỉ. Nó thật vui vẻ và hay ho. Có nó, con sẽ không bao giờ buồn bã. Ta sẽ cho khỉ ở cùng con 30 năm. Vậy ai sẽ ở bên cạnh mua vui cho ngài? Xin ngài hãy cho con ở lại 10 năm thôi. Dù gì Thượng Đế cũng đã cho mình chú khỉ. Vậy nếu ngài không biết làm gì với 20 năm còn lại, mình xin tiếp, chắc hẳn ngài cũng sẽ quá bộ mà cho mình thôi. Vậy xin ngài hãy cho con 20 năm của khỉ. Người thật là tham lam, hết lần này đến lần khác, đòi hỏi và thậm chí còn cầu xin những thứ không thuộc về ngươi. Vì ngươi đã sống lâu như vậy. Được, hãy nghe đây. Ngươi có 30 năm cuộc đời, thêm 20 năm nữa của bò. Ngươi sẽ phải làm việc cực nhọc cho đến 50 tuổi. Sau đó, ngươi sống tiếp 20 năm của chó. Ngươi sẽ chỉ lanh quanh ở nhà chẳng đi đâu được cho tới năm 70 tuổi. Cuối cùng là 20 năm của khỉ. Ngươi sẽ trở nên lắm cắm và làm những điều nức cười. Đó là những gì ngươi phải trả cho sự tham lam của ngươi. Hoa mai kiêu ngạo. Hoa mai đẹp quá. Tết miền Nam mà không có hoa mai thì chẳng còn gì là Tết nữa.
ở đây không có ai sánh bằng cháu đâu. Vâng, đúng vậy thưa bác. Đẹp quá, màu vàng mới óng ánh làm sao. Những cánh hoa tràn đầy sức sống như những tia nắng mặt trời. Nếu bình chọn hoa hậu cho khu rừng này thì chắc chắn danh hiệu đó sẽ thuộc về chị. Hoa hậu á, cảm ơn mọi người đã khen. Tôi sinh ra đã xinh đẹp như thế này rồi mà. Ôi, cẩn thận, không những chiếc gai của anh đâm trúng tôi bây giờ. Em yên tâm, anh ấy xù xì gai góc vậy chứ hiền lành lắm, không làm ai bị thương bao giờ. Biết là thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy những chiếc gai nhọn trên người anh ấy là em sợ chết khiếp đi được. Công nhận mình đẹp thật. Hoa hậu ư? Xin chào hoa hậu. Ôi, đẹp quá, hoa gì mà đẹp thế? Ai thế? Tôi đây, tôi ở trên này. Tưởng ai, hóa ra là cậu chèo bẻo. Cậu đẹp quá. Tớ đã bay đến nhiều khu rừng, nhưng không đâu có loài hoa đẹp như cậu. Mà cậu là hoa gì thế? Tớ là hoa mai nổi tiếng đẹp nhất ở đây mà cậu không biết hả? Công nhận cậu đẹp thật. Vẻ đẹp của cậu khiến nơi đây bừng sáng. Nhưng sao tớ đến đây mấy lần mà không thấy cậu nhỉ? Sao thấy được? Cậu mới đến đây à? Không, tớ sống ở đây lâu lắm rồi. Thế thì lạ nhỉ? À, tớ nghĩ ra rồi. Cậu bị cây cối xung quanh che mất, nên dù có đến đây mà không chú ý thì cũng không ai nhìn thấy cậu. Thôi muộn rồi, tớ về nghỉ đây. Cậu ta nói nghe cũng có lý. Mình bé nhỏ thế này, trong khi mọi người cao lớn thế kia cơ mà. Cứ thế này thì sẽ chẳng có ai biết đến vẻ đẹp kiêu sa của mình, trừ những người nơi đây. Không được, mình phải tìm cách đuổi hết mọi người đi, để ai cũng có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Nhưng phải làm sao? Làm sao bây giờ? À, có cách rồi, có cách rồi. Ôi, đau quá, đau quá. Cháu bị làm sao thế Hoa Mai? Cô bị đau ở đâu ạ? Ôi, sao người em xước hết thế này? Có chuyện gì thế? Ôi, đau quá. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Mọi người làm gì nhìn tôi chằm chằm thế? Ồn ào gì mà ồn ào, gai của anh làm xước hết cả người tôi rồi đây này. Tôi có làm gì đâu. Anh làm cô ấy bị thương mà còn chối nữa. May mà mặt không bị sao. Thôi xin lỗi cô ấy đi. Cháu phải cẩn thận chứ. Sao lại làm người khác bị thương như vậy? Cháu mau xin lỗi Hoa Mai đi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn để không làm cô bị thương nữa. Ôi, mệt quá. Em sao thế? Lại bị đau ở đâu à? Ấy, mọi người đừng nhìn tôi như thế. Từ hôm đó đến nay tôi không hề đụng vào cô ấy. Không phải anh thì còn ai vào đây nữa? Làm sao tôi biết được? Không phải lỗi của anh bồ kết đâu. Tại em không hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời, nên trong người cứ thấy mệt mỏi, khó chịu. Thiếu nắng ư? Nắng chang chang như thế này cơ mà. Trời nắng, nhưng mọi người cao lớn nên che hết ánh nắng của tôi rồi còn đâu. Từ trước đến giờ mọi người vẫn sống khỏe mạnh có sao đâu. Chắc em chỉ bị cảm xoàng thôi, mấy hôm nữa là khỏi ấy mà. Không, em chẳng bị bệnh gì cả. Nhưng cơ thể cứ như đeo cả tấn sắt, mệt mỏi lắm. Chắc ủ bệnh lâu ngày, giờ mới tái phát. Nguy hiểm quá, thế phải làm gì bây giờ? Thật ra, chuyện cũng đơn giản thôi mà. Mọi người cao lớn che hết ánh nắng của tôi. Vậy chỉ cần mọi người chuyển đi nơi khác là được rồi. Sao? Sao cơ? Chuyển đi nơi khác? Cô đang đùa với chúng tôi đấy hả? Không chỉ che hết ánh nắng mà mọi người còn gây cho tôi bao nhiêu phiền phức. Anh bồ kết người đầy gai nhọn, bất cẩn một tí là bị anh ấy làm đầy xước hết cả người. Chị dây leo thì cứ quấn chặt lấy tôi làm tôi khó chịu. Cả hoa trinh nữ nữa, người cũng đầy gai và đè hết lên rễ của tôi. Tốt nhất mọi người hãy chuyển đi nơi khác sống, tránh xa tôi ra để không ai làm phiền đến nhau. Nói cả buổi trời thì ra cô chỉ muốn đuổi chúng tôi đi thôi. Tôi cũng chỉ nghĩ cho mọi người thôi. Tôi không muốn mọi người phải khó chịu vì tôi. Nếu chuyển đi, sao cô không đi một mình đi? Tự nhiên bắt chúng tôi đi. Thôi được rồi, nếu không có cách nào khác thì chúng ta đành phải chuyển đi vậy. Tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, chỉ có Hoa Mai đang rất yếu, nên tốt nhất chúng ta hãy chuyển đi, nhường chỗ này lại cho cô ấy. Bác Sồi đã nói thế, chúng ta hãy chịu khó tìm nơi khác vậy. Già cả như bác Sồi còn không lo, chúng ta còn trẻ, khỏe, lẽ nào không tìm được một nơi trú chân? Được thôi, đi thì đi.
hoa gì mà đẹp thế nhỉ? Ừ, nhìn những cánh hoa của cô ấy kìa, đẹp như ánh nắng mặt trời. Ôi, sao gió mạnh thế này? Mưa to quá là mình rát hết cả mặt. Mấy lần trước có vậy đâu. Cứ thế này mình quy mất thôi. Hóa ra trước đây mình được an toàn, đều nhờ mọi người che chắn. Giá như mọi người còn ở đây thì tốt biết mấy. Ôi, ôi, mình không trụ được nữa rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bác sồi ơi, anh tre ơi. Bão lớn quá, không biết hoa mai có trụ được không. Chúng ta đoàn kết thế này còn chịu được, chứ hoa mai chỉ có một mình, cháu e là khó mà chống chọi lại cơn bão. Tội nghiệp hoa mai, khi chúng ta về giúp anh ấy, có bị làm sao cũng đều cho cô ấy tự chuốc lấy. Việc gì đến chúng ta, tôi thấy bị gai đâm, bị ốm, không chừng đều là do cô ấy bịa ra cả. Em nghĩ bây giờ chắc chị ấy cũng biết lỗi rồi. Chúng ta hãy nghe lời bác rồi quay về giúp chị ấy đi ạ. Càng kéo dài thì tính mạng chị ấy càng nguy hiểm. Cho dù có ghét nhau thế nào thì chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Thôi, hãy nghe lời bác, cùng nhau quay về nhanh lên. Vâng ạ. Sao rồi, cô bị thương ở đâu không? Dạ cảm ơn bác, nhờ bác và mọi người quay về cứu cháu kịp thời, chứ nếu không cháu nguy mất. Biết mình sai và nhận lỗi như vậy là được rồi, từ nay hãy sống cho thật tốt. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Thế mọi người ở lại đây với tôi, đừng đi nữa nhé. Tất nhiên rồi. Cuộc đua hóa rồng. Cậu muốn tham gia bơi cùng chúng tớ không? Đứng đấy làm gì cho lắm bùng tanh. Đúng đấy, đúng đấy. Không, tôi không muốn tham gia đâu. Đã xấu xí rồi lại còn bày đặt chuẩn chẽ khó gần. Thôi, chúng ta cùng tập bơi thôi nào các bạn. Sắp đến dịp lễ hội rồi. Xuân đã về rồi, vậy là đã trải qua bao năm ngóng chờ. Năm nay, ta thay mặt Ngọc Hoàng mở cuộc thi vượt vũ môn hóa rồng cho các loài cá, để các ngươi có thể chọn ra người xứng đáng cống hiến làm mưa giúp nhà trời. Nhất định năm nay cá chép sẽ lại đầu bảng rồi, làm gì có ai có thể thắng anh. Cô cũng cố gắng lên, đâu phải chỉ cần một người đâu. Chỉ cần vượt được thác là sẽ hóa rồng thôi mà. Biết thế, nhưng mấy loài cá nhỏ như chúng tôi thì có bao giờ vượt được thác. Mà anh nhớ hóa rồng rồi thì đừng quên chúng tôi đấy nhé. Phải giúp đỡ tôi nhiều đấy. Các ngươi hãy im lặng nghe ta nói nào. Đặc biệt năm nay, ba người hóa rồng sẽ được ban tặng quả thần trường sinh. Tuyệt vời quá. Các ngươi hãy chuẩn bị và bơi đến ngọn thác lớn phía đông của hồ. Hãy cố gắng leo lên sớm nhất nhé. Nước lạnh quá, chúng ta bé nhỏ thế này làm sao vượt thác được. Đúng vậy, làm sao chúng ta lên được đó. Là Rofi thật sao? Rofi vượt vũ môn được sao? Thật hả? Không thể tin nổi. Rofi hóa rồng rồi sao? Ngạc nhiên quá đi mất. Tất cả các loài cá, kể cả những chú cá đã vượt được thác, hãy tập trung xuống dưới chõm đá giữa hồ. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Tại sao trong vỏ quả của ta lại thiếu đi mất một quả? Các ngươi đều biết rõ, ăn quả thần vào sẽ có sức khỏe vô biên, có thể vượt thác một cách dễ dàng,
không thể nào quả thần có thể biến mất được. Ai nhỉ? Ai lấy nhỉ? Hay là... Người nói hay là cái gì? Dạ, dạ, con không dám nói ạ. Ta cho phép ngươi được nói. Hay là cá rô phi đen ạ? Cá rô phi vốn bé nhỏ, khó lòng mà vượt thác nước cao lớn kia. Đúng rồi đó, cá rô phi bé nhỏ lại lười nhác. Trong khi chúng con chăm chỉ luyện tập bơi mỗi ngày, thì nó chỉ quanh quẩn chơi ở bụi rễ ngầm. Không phải, không phải con, thật sự không phải con. Ta cũng rất ngạc nhiên, vốn dĩ trong những cuộc thi vượt vũ môn trước đây, ngươi đều không có khả năng vượt thác được. Hà cớ sao hôm nay lại có thể làm nên một kỳ tích như vậy? Chắc là cá rô phi rồi, nhất định là nó. Đúng rồi, nó đâu thể vượt thác được. Đúng đấy, nó có bao giờ tập bơi đâu, chỉ biết quanh quẩn bên đống bùn hôi tanh còn gì. Ơ, có cái gì phát sáng ở dưới đáy hồ kìa. Hóa ra lỗi lầm tất cả do ta. Ta thật có lỗi khi chưa suy xét kỹ, lại chủ quan không dùng gương thần chiếu rọi, đã trách nhầm ngươi. Dạ, con không trách người ạ. Chỉ cần mọi người biết con không ăn trộm quả thần là được rồi. Tuy ai cũng có lúc lỗi lầm, nhưng lỗi lầm của ta suýt tí nữa làm ngươi bị đổ oan. Ta vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến ngươi và toàn thể loài hải sản. Nhưng ta vẫn rất ngạc nhiên, vì sao lần vượt vũ môn này ngươi lại có thể làm nên một kỳ tích như vậy? Dạ, con vì mẹ con. Từ trước đến nay, mẹ con luôn mong có một ngày con có thể hóa rồng để làm nở mày nở mặt họ nhà Đô Phi. Mẹ con đã ốm nặng một năm trời rồi. Con rất mong có thể hóa rồng, rồi xin Ngọc Hoàng thương tình ban thuốc cho mẹ con khỏi bệnh. Gia đình con chỉ còn con với mẹ thôi. Nhưng cá rô phi đâu có bao giờ tập luyện. Cho dù thương mẹ, nhưng làm sao vượt thác được chứ? Cá rô phi rời khỏi bụi rễ ngầm, bơi ra dòng thác luyện tập. Nó bị dòng nước xô đập vào tảng đá, nhưng nó vẫn cố gắng bơi lại. Tớ thường xuyên luyện tập vào ban đêm. Tớ thật sự rất mong vượt được vũ môn. Trong khi đó, tớ lại xấu xí, thường bị mọi người chê cười, nên chẳng bao giờ dám luyện tập cùng các bạn. Các người thấy đấy, chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Nếu như mình thật sự cố gắng, nhờ lòng hiếu thảo của mình mà cá rô phi đã có động lực cố gắng để có thể vượt được vũ môn. Các ngươi phải lấy bạn làm gương sáng noi theo. Bọn tớ thật sự xin lỗi vì chưa quan tâm đến bạn. Từ giờ trở đi, cần giúp đỡ gì thì hãy gọi tớ nhé. Thật vậy hả? Cảm ơn các bạn. Được rồi, đã đến giờ người xứng đáng hóa rồng rồi đây. Tuyệt quá. Chúc mừng các bạn. Thạch sùng và tắc kè hoa. Ồ, vườn hoa đã nở rộ rồi. Mình phải rủ tắc kè hoa đến xem mới được. Tắc kè hoa sẽ thích lắm. Tắc kè hoa ơi, tắc kè hoa. Thạch sùng, cậu gọi tớ gì thế? Này, tớ mới phát hiện rừng hoa giữa rừng đang trổ bông, đẹp lắm. Bây giờ chúng ta cùng đi tới đó, ngắm mặt trời mọc đi. Ôi, thế cậu đợi tớ một xíu. Tớ trở vào xin phép mẹ, rồi chúng ta cùng đi nha. Ôi, đẹp quá. Tớ đã đợi vườn hoa này nở từ lâu lắm rồi. Cậu là người bạn đầu tiên tớ nghĩ tới khi nhìn thấy vườn hoa nở rộ đấy. Chúng ta mãi mãi là bạn thân nhé. Tớ cảm ơn cậu nhé. Tớ cũng có điều bất ngờ cho cậu xem này. Ôi, sao cậu có thể đổi màu cơ thể hay quá vậy? Tớ phải khó khăn bí mật giữ tới ngày hôm nay mới cho cậu biết đấy. Tớ đã tự nhủ rằng đợi đến ngày hoa nở rộ rồi tớ sẽ nói cho cậu biết. Cậu nhìn này, tớ còn đổi được các màu khác nữa đấy. Ôi, tuyệt quá. Cậu dạy cho tớ cách biến đổi màu sắc cơ thể giống cậu với nhé.
tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Cậu dạy cho tớ nhé. Thật ra mẹ tớ chỉ dạy tớ là khi đứng gần vật màu gì, chỉ cần tự nhủ trong đầu, mình muốn biến thành màu giống như thế này, thế là tự cơ thể sẽ đổi màu giống vật ấy thôi. Cậu thử làm theo xem nào. Nhưng tớ biến thành màu gì bây giờ? Hay là cậu thử biến thành màu đỏ giống tớ lúc nãy xem. Mình muốn biến thành màu đỏ giống bông hoa này. Cậu đã đọc được suy nghĩ mà tớ bảo chưa? Tớ đọc rồi mà, sao lại không được chứ? Hay là cậu thử với cành lá này xem. Mình muốn biến thành màu xanh giống cành lá này. Mình muốn biến thành màu xanh giống cành lá này. Cậu thấy tớ đã đổi màu chưa? Vẫn chưa được, cậu thử lại đi. Sao tớ thử bao nhiêu lần rồi mà không được nhỉ? Hay là còn điều gì cậu chưa nói cho tớ biết? Không, lúc tớ muốn biến đổi màu sắc cơ thể, tớ chỉ làm có thế thôi mà. Thôi, cậu không thật tâm dạy cho tớ, tớ không cần học nữa. Lần sau cậu cũng đừng đến vườn hoa này nữa. Này Gõ Kiến, dạo này cậu có hay gặp Tắc Kè Hoa không? Thỉnh thoảng tớ vẫn hay sang nhà Tắc Kè Hoa chơi. Sao thế Thạch Sùng? Này, tớ nói cho cậu biết một bí mật, nhưng từ nay cậu đừng chơi với Tắc Kè Hoa nữa đi. Ừ, cậu nói đi. Nè, các cậu đang nói chuyện gì vậy? Cho tớ gấp vui với. Tớ thấy bảo cậu ta xấu tính lắm. Tớ cũng nghe kể rồi. Chúng ta đi chỗ khác chơi đi. Sóc ơi, xuống đây chơi. Tớ đang bận lắm, tớ phải đi đây. Mọi người hôm nay sao thế nhỉ? Còn cả Thạch Sùng nữa, chắc cậu ấy đang ở vườn hoa. Mình phải tìm cậu ấy mới được. Không biết cậu ấy hết giận mình chưa nhỉ? Mình phải tạo bất ngờ cho cậu ấy mới được. Sáng nay bọn tớ gặp Tắc Kè Hoa. Cậu ta chào, nhưng bọn tớ không thèm trả lời. Bây giờ trong cậu ta đúng là xấu y như lời Thạch Sùng nói vậy. Ừ, tớ cũng thấy vậy. Thạch Sùng đã nói xấu mình ư? Các cậu làm tốt lắm. Sau này các cậu cũng đừng để ý đến cậu ta làm gì. Ừ. Ôi, lão chim ác, mau chạy thôi. Các cậu chờ tớ với. Cậu mau lại đây nấp vào người tớ nhanh lên. Thật ra chuyện dạy học cậu biến đổi màu sắc cơ thể hôm qua, lúc về tớ có hỏi lại mẹ tớ. Trời, con dạy Thạch Sùng biến đổi màu sắc cơ thể ư? Đó là khả năng di truyền của họ Tắc Kè Hoa. Con không thể dạy và cũng không bạn nào có thể học được đâu con. Vì thế, tớ đến đây để nói cho cậu biết sự thật. Hóa ra là như vậy. Là do tớ đã quá ích kỷ. Lúc nãy, cậu có nghe thấy... Bây giờ cậu hiểu được là được rồi. Tớ xin lỗi và cảm ơn cậu đã không trách tớ. Cậu còn là người duy nhất bên cạnh tớ khi gặp nạn nữa. Từ nay cậu vẫn là bạn của tớ chứ? Ừ, tất nhiên rồi. Hình như lão chim ác bỏ đi rồi. Chúng ta đi dạo vườn hoa thôi nào. Ừ, chúng ta đi nào. Sự tích cây bưởi đào. Ngày xưa, ở vùng nọ, có một lão nông già, có hai người con trai. Biết mình tuổi già sức yếu, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lão nông bèn gọi hai người con trai của mình đến bên để dặn dò. Các con à, chả biết các con có nhiều thiệt thòi vì mẹ của các con mất sớm. Nhưng suốt đời cha đã làm lụng để nuôi các con khôn lớn. Đã đến lúc các con phải tự lập. Mảnh vườn cha sẽ chia đôi cho các con. Con sẽ lấy mảnh vườn cây trái xum xuê kia. Út, con thì sao?
con muốn nhận mảnh vườn nào? Dạ, con thế nào cũng được à. Anh cả đã nhận mảnh vườn bên kia, thì con sẽ nhận mảnh vườn còn lại. Chúng con cảm ơn cha. Các con biết yêu thương, nhường nhịn nhau như thế, cha có nhắm mắt cũng phần nào yên lòng. Để cho công bằng hơn, ngôi nhà và tài sản khác, cha sẽ để lại cho đứa nào mang đến biếu cha món quà quý nhất vào ngày mừng thọ cha. Các con có đồng ý không? Dạ, chúng con đồng ý, thưa cha. Mảnh vườn này tuy đất đai cằn cỗi hơn, nhưng mình sẽ chăm chỉ phun trồng, chăm bón, lứa cây mới đầy. Rồi mấy nữa mừng thọ cha, mình sẽ đem biếu cha những quả ngon nhất. Nhưng mình nên biếu cha thứ gì đây? Cha, ăn chuối đi cha. Cha no lắm rồi, con ăn đi cho mau lớn. Đúng rồi, chắc là cha thích ăn chuối. Mình sẽ trồng thêm chuối rồi đem biếu cha. Cây ăn quả thì nhà ta có sẵn rồi, tội gì phải vất vả như nó cho khổ cơ chứ. Nếu đem quả biếu cha thì quá tầm thường. À đúng rồi, ta sẽ đi buôn, rồi ta sẽ đầy vàng bạc. Ta sẽ mua một món quà độc nhất vô nhị về tặng cha. Lúc ấy gia tài chắc chắn sẽ thuộc về ta. Sau khi bán số cây gỗ trong vườn có được chút ít vốn, người anh đi ngược về xuôi, nhưng không tránh khỏi sự cám dỗ của rượu chè, cờ bạc. Chẳng bao lâu sau, đã đến ngày hẹn tặng quà cho cha. Anh ta đành hai bàn tay trắng trở về quê nhà. Hả? Trời ơi! Nó không phải là vườn nhà thằng Út sao? Phải dò hỏi ngay, xem tình hình thế nào mới được. Không thì cả gia tài về tay nó như chơi. Ôi Út, đang làm gì thế? Ôi anh cả, anh mới về đấy à? Cha với em ở nhà bông ngóng anh mãi, chẳng thấy anh về. Anh mới về chạy luôn đến gặp chú đây. Mà mai là đã đến ngày mừng thọ cha rồi, chú định tặng gì cho cha thế? Em nhớ hồi còn bé, cha chỉ ăn vỏ chuối, còn ruột để dành cho hai anh em ta. Bây giờ em muốn biếu cha buồng chuối đẹp nhất mà em đã chăm bón mấy tháng nay anh ạ. Mình chẳng còn tiền để mua quà tặng cha, nhưng cũng không thể cứ thế nhìn cha giao tài sản cho thằng Út được. Mà vườn nhà mình đã chặt hết cây, cũng chẳng còn quả gì để biếu cha. Làm sao đây? Hay là nó định tặng cha buồng chuối ư? Mình không thể chịu thua nó được. Nó trồng nhiều chuối thế, mình chặt một buồng chắc nó cũng chẳng biết đâu. Thưa cha, lúc đi qua chỗ bán chuối, con liền nghĩ đến ngày bé cha thường nhường những quả chuối ngon nhất cho chúng con ăn, nên con đã mua buồng chuối ngon nhất đến biếu cha đây ạ. Con vẫn nhớ những chuyện đó sao? Anh cả cũng mang chuối đến biếu cha sao ạ? Chú tưởng chỉ mỗi chú mới có chuối biếu cha chắc. Chuối của hai con mang đến đều rất ngon, quả nào cũng thơm và ngọt. Ta không thể phân xử ngay được. Bây giờ thế này, đợi đến rằm trung thu, các con lại mang món quà khác đến đây, ta sẽ xem xét lại nha. Cứ như lần trước thì chẳng biết bao giờ mới thắng được thằng Út. Lần này phải làm cho nó thua luôn mới được. Bằng xuống chợ thể nào cũng được món. Lần này xem thử mày còn gì để biếu cha. Trời ơi, sao lại thế này? Cây của mình đâu hết rồi? Là kẻ nào sao lại bạc ác thế này chứ? Bao nhiêu công ta đã vất vả sớm hôm chăm bón cây, thế mà giờ lại thế này. Rồi thì ta còn biết lấy gì để biếu cha đây? Ta biết làm gì để đền đáp công ơn của cha đây? Ôi, vẫn còn sót lại cây bưởi chua ở cuối vườn kìa. Đến cây bưởi chua cũng chỉ còn mỗi quả xanh thế này thôi. Ta làm sao mà đem biếu cha được đây? Hả? Là quả bưởi xanh mình vừa thấy ư? Thật là kỳ diệu.
Ôi, sao cả vườn cây của chú lại thành ra thế này chứ? Hôm qua anh ngủ sai quá, không biết chuyện gì. Út ơi, mai đến ngày tặng quà cho cha rồi. Chú định tặng cha gì đấy? Anh thấy đấy, cả vườn nhà em còn có mỗi cây bưởi này. Nói lại là cây bưởi chua, nhưng em chẳng còn thứ gì có thể đem biếu cha được nữa. Cha thật là đáng thương, cuối đời rồi còn phải nếm quả bưởi chua thế này nữa. Lần này gia tài thuộc về mình chắc rồi. Thưa cha, lần này cha hãy nói luôn cho con biết, lại xứng đáng được hưởng gia tài đi ạ. Được, để ta xem nào. Thưa cha, con đã trồng được lứa bưởi sai quả, con đem bán đi lấy cái này biếu cha. Kìa Út, sao con còn đứng ngay ra đó? Con hãy bỏ qua bưởi mà con đem đến cho cha nếm thử xem nào. Dạ, thưa cha, cây bưởi mà con đem đến là bưởi chua, chắc là không ngon đâu ạ. Không sao hết, con cứ bỏ qua bưởi của con ra, cha nếm thử xem nào. Dù quả bưởi mà nó đem đến có ngon cỡ nào, cũng đâu thể so sánh được với vàng của mình được chứ. Bưởi của con rất ngọt và thanh. Cha hiểu lòng con đối với cha ngọt và ấm như màu đào của bưởi. Cha đã quyết định được rồi, cha sẽ để lại gia tài cho Út. Cha, sao cha có thể thiên vị nó như vậy được chứ? Con không đồng ý đâu. Con đừng tưởng cha không biết những việc con làm với em con. Có người lạc trông thấy đã kể lại cho cha nghe tường tận vụ việc. Lòng tham của con lớn đến mức ra tay với cả anh em ruột thịt của con vậy sao? Vậy là người anh sống lười biếng, ích kỷ đã xấu hổ bỏ đi mất tích, không bao giờ dám quay trở lại nữa. Còn về người em, người em nhân giống cây bưởi và lan đi khắp nơi. Có nơi còn gọi bưởi đào là bưởi hiếu, để nhắc nhở nhau sống thật thà, ngay thẳng, sống có nghĩa, có tình. Từ đó về sau, bưởi đào là loại quả không thể thiếu mỗi dịp trung thu. Shibai Taro. Ngày xưa, có một ông thầy cúng tốt bụng tên là Jinneji. Ông thường đi khắp nơi để cầu phước và giải hạn cho mọi người. Một ngày, ông đi ngang qua một ngôi làng Kotoba. Ông không khỏi ngạc nhiên vì đang là vụ mùa mà không khí ở đây vô cùng ảm đạm. Đường phố không một bóng người. Khi đi sâu vào trong làng, ông bỗng nghe thấy tiếng khóc bi thương phát ra từ một ngôi nhà. Xin lỗi gia đình vì đã mạo muội. Tôi là thầy cúng đi ngang qua đây. Có thể cho tôi biết vì sao mọi người lại khóc không? 7 ngày nữa, chúng tôi phải làm lễ hiến tế thần linh ở trên núi. Vật tế hàng năm là một cô gái trẻ. Và năm nay đến lượt gia đình của tôi. Chúng tôi sẽ phải hy sinh cô con gái độc nhất của mình. Thử hỏi sao không đau lòng được? Sao lại có luật hiến tế vô lý như thế được? Đó là vị thần nào thế? Chưa ai nhìn thấy vị thần đó. Chỉ biết rằng nếu không hiến tế thì giông tố sẽ kéo đến cuốn sạch mùa màng, cả làng sẽ bị chết đói. Mọi người hãy bình tĩnh. Từ nay đến lúc đó vẫn còn 7 ngày. Tôi sẽ đi tìm hiểu rõ sự tình. Nghe theo lời chỉ dẫn của cặp vợ chồng, Jinneji quyết tâm đi đến ngọn núi nơi có thần linh trú ngụ. 2 ngày sau, Jinneji đã lên tới ngôi đền đổ nát trên đỉnh núi. Hẳn đây là nơi trú ngụ của vị thần đó. Mình phải tìm chỗ nào trốn để nghe ngóng xem sao. À, hốc cây này được đây. Jinneji liền chui vào hốc cây chờ đợi. Màn đêm dần buông xuống. Bỗng nhiên, những luồng gió rít gây rợn thổi vào ngôi đền. Cả ngôi đền vang lên tiếng nói ồn ào. Chúng bay đâu? Tập hợp! Đại vương sắp tới rồi. Bọn chúng rõ ràng là một lũ quỷ, đâu phải thần linh nào. Kính chào đại vương. Hôm nay ta tập trung chúng bay lại để thông báo một việc hệ trọng. Shibai Taro đã xuất hiện trở lại. Shibai Taro, hắn trở lại rồi sao? Đúng thế, nghe nói hắn đang ở Nagahami, không xa nơi này là bao. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, không nên đụng độ với hắn. Các ngươi phải chú ý nghe ngóng, nếu có tin tức gì lập tức báo lại ngay, rõ chưa? Rõ, thưa đại vương. Shibai Taro, có lẽ đây là vị cứu tinh của dân làng, phải tìm bằng được người này.
có tiếng động. Chết rồi, chúng đang đuổi theo ngay phía sau. Bị lũ quỷ đuổi bắt, Jinanji phải quấn cành lá lên mình, lẫn vào những bụi cây để tránh khỏi bọn chúng. Ngay khi rời khỏi ngọn núi đó, Jinanji lập tức lên đường đến Nagahami. Đi đến đâu, ông cũng hỏi thăm về Shibei Taro, nhưng không một ai biết người này đang ở đâu. Dù vậy, ông không hề nản chí. Ông biết rằng mạng sống của một người vô tội đang phụ thuộc vào ông. Đến ngày thứ sáu, vẫn không tìm được manh mối nào về Shibei Taro. Jinanji vô cùng tuyệt vọng. Trong khi đó, lũ quỷ vẫn ráo riết truy lùng tung tích của ông. Quá mệt mỏi vì nhiều ngày không ăn không ngủ, Jinanji đã thiếp đi lúc nào không hay. Chết rồi, mình ngủ quên mất. Xin chào người bạn đồng hành. Nhìn ông rách rưới quá, chắc lâu rồi ông không có gì để ăn hả? Không phải tôi không có gì để ăn, mà là tôi đang đi tìm người, nên không còn thời gian để ăn uống gì nữa cả. Ông làm nghề ăn xin, chắc phải đi nhiều nơi rồi. Ông có nghe nói đến một người tên là Shibei Taro không? Shibei Taro, hình như tôi có nghe. Ông muốn tìm ông ta để làm gì? Có một ngôi làng đang bị quỷ dữ hoành hành. Chúng bắt những cô gái trẻ làm vật tế. Tôi nghe nói chúng chỉ sợ Shibei Taro mà thôi. Nhưng tôi đi tìm mãi mà không thấy ông ấy. Thời hạn sắp hết, tôi không cứu được cô gái ấy rồi. Ông đi đến quên ăn quên ngủ, không mà nguy hiểm để cứu một người hoàn toàn xa lạ như thế ư? Thấy người gặp nạn, sao tôi có thể không cứu được chứ? Tốt lắm, vì tấm lòng của ông, ta sẽ giúp ông toại nguyện. Chẳng lẽ ân người chính là Shibei Taro? Shibei Taro. Vâng, thưa chủ nhân. Ngày tế thần đã đến mà chưa thấy Jinanji trở về. Cô gái tội nghiệp đành chấp nhận hy sinh làm vật tế thần. Khoan đã, tôi đã có cách cứu cô gái rồi. Năm nay lại được một bữa tươi ngon rồi đây. Hãy mau mau mở hòm để ta thưởng thức vật hiến tế nào. Chết rồi, là Shibei Taro, chạy mau. Shibei Taro đánh cho lũ quỷ bỏ chạy tan tác. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn chúng đã bị tiêu diệt. Kể từ đó, dân làng Kotoba không bao giờ phải tế thần nữa. Họ sống vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi. Còn thầy cúng Jinanji lại tiếp tục lên đường giúp đỡ mọi người. Đổi đời. Nhất anh nhé, quả này đúng là trời thương, trúng đậm, đúng là lộc thật. Từ nay phải đổi tên thành Lộc Phát, Lộc Đại Gia thôi. Quả là trời thương, nhưng người ta còn ăn nhau ở chỗ biết tính toán nữa. Thấy cái xe bị tai nạn biển số 61, tao đánh luôn, thế là... Suốt ngày cứ cắm cổ vào sách với chẳng báo. Anh làm gì thế? Còn làm gì nữa? Anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi, cứ lóc cóc mấy cái đồng lương công chức thì bao giờ mới khấm khá lên được. Đã thế đi làm về lại cứ chúi vào cái đống báo này tìm tòi với chả nghiên cứu. Theo anh mà học làm ăn mới mong có ngày khá lên được. Làm ăn kiểu gì chứ làm ăn đề đớm như anh thì em không học đâu. Rồi có ngày ra đê mà ở đấy. Này, anh nói cho chú mày mở mắt ra, có học cũng không dễ đâu. Nghệ thuật cả đấy. Mày không thấy, cả cái làng này, chỉ có anh mày là có xe máy nổ phành phạch, điện thoại di động mới cứng à. Nhưng làm ăn kiểu ấy, em không thích. Rõ ngu, thân lừa. Đại ca, hôm nay có số nào hay hay, mách bọn em với. Cho em xin tí lộc của đại ca đi. Đêm qua anh nằm mơ. Anh mày mà đã nằm mơ thì khỏi nói. Chỉ có chuẩn. Hôm nay anh dồn một mẻ lớn, thắng quả này thì khỏi bàn. Lên đời ô tô là cái chắc. Ồ, hay quá. Cho bọn em theo với. Được, ngồi chờ lát có kết quả. Tính toán chuẩn thế rồi, sao lại trượt liên tục chứ?
sẵn túi rồi. Đại ca, nhà em có việc gấp, em xin phép về trước. Mụ vợ em cũng đang réo ầm ĩ, em xin phép. Thế về hết à? Sao lại trượt liên tục chứ? Bà Tám ơi, cho chai nữa đi. Thôi, về nhà nghỉ đi chú. Chú sai quá rồi, chú nhìn lại mình đi. Đấy, chú xem, lúc có tiền thì anh em ngọt sớt. Lúc trắng tay có ai ở với mình đâu. Mai này tìm lấy việc gì chân chính mà làm. Chứ xung quanh toàn người lừa lọc, lợi dụng thì... Ai xách báo cũ đi? Ai xách báo cũ đi? Suốt ngày cứ cắm cổ vào sách với chẳng báo. Không ngờ đời mình lại có lúc thế này. Này, vào đây. Đấy, phân từng loại ra rồi cân lên. Đừng có mà cân điêu đấy. Vâng. Làm ăn kiểu gì chứ làm ăn đề đớm như anh thì em không học đâu. Rồi có ngày ra đê mà ở đấy. Của thiên trả địa. Ngày xưa, có thiên và địa là hai anh bạn thân cùng cày thuê cuốc mướn ở một làng nọ. Cả hai anh đều nghèo khó và mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chúng ta cứ mãi thế này, không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Anh vốn là người thông minh, nếu được học hành, chắc chắn sau này anh sẽ thi đậu làm quan to. Tôi nghĩ thế này, từ nay anh đừng đi làm nữa. Tôi sẽ cố sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh đỗ đạt, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý. Chú đúng là bạn tốt của tôi, tôi sẽ không phụ lòng chú đâu. Đến lúc vinh hiển, anh đừng có quên tôi là được rồi. Và cứ như thế, sau 10 năm đèn sách, Thiên đậu khoa thi hương, rồi vào thi đình đậu luôn trạng nguyên. Chúc mừng Tân Trạng Nguyên, chúc mừng ngài. Đúng là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng đến ngày anh vinh quy bái tổ. Vàng bạc cùng nhà cửa, ruộng vườn vua ban, ta để lại cho chú. Từ nay chú có thể ăn mặc sung sướng, sống cuộc sống an nhàn rồi. Anh quả là tốt với tôi quá. Con vẫn thấy ông quả là thông minh, tài giỏi. Chuyện ấy còn đợi cậu nói. Nghe nói thời gian qua, Trạng Nguyên lập được bao nhiêu là công trạng, được vua tín nhiệm trọng dụng, còn văn võ bá quan thì kính trọng kiêng nể. Nói chứ giàu có giờ khó gì, có miếng không bằng có tiếng ông à. Kể ra gần ấy năm vất vả của ta chỉ đổi lại được ngôi nhà, mảnh đất ở quê, đâu có được vinh hiển như thiên ở kinh thành, còn gì là công bằng nữa chứ. Ấy ấy, ông đừng có bực, để con đi lấy ông miếng nước, ông uống cho hạ quả nghe. Người thấy bất công ư? Ta là vị tiên đại diện cho sự công bằng đây. Người muốn có sự công bằng, ta sẽ cho ngươi công bằng. Từ giờ, tất cả những gì của thiên sẽ là của ngươi. Vị trí và danh vọng ngươi muốn đều ở đó. Vậy còn thiên, anh ta đâu rồi? Đây là một phép hoán đổi. Tất nhiên bây giờ những gì của ngươi sẽ là của hắn. Ngươi xem, như vậy là đã công bằng chưa? Đúng là của thiên trả địa, như vậy mới công bằng chứ. Ngươi còn đến đây làm gì? Chẳng phải ta đã cho ngươi công bằng rồi hay sao? Tôi đâu có ngờ làm quan có địa vị, được trọng vọng lại vất vả đến vậy. Tôi nhớ những tháng ngày thông thả, an nhàn nơi quê nhà lắm rồi. Xin ngài hãy cho tôi được trở lại như xưa. Chuyện này e rằng ta không giúp được nhà ngươi.
Phép hoán đổi vốn chỉ có hiệu nghiệm khi cả hai bên đều thấy bất công. Nhưng bây giờ, ta thấy chỉ có ngươi là cảm thấy bất công thôi. Ừ, ngài nói vậy là sao? Nhà ngươi hãy thương lượng với người kia, nếu không thì hãy chấp nhận cuộc sống vinh hoa, phú quý này đi. Chính chú bắt đầu chuyện hoán đổi này mà. Chú về đi, giờ tôi lại không muốn trở về chốn quan trường nữa rồi. Tôi không biết là anh lại có nhiều phiền não đến vậy. Tôi đã quá ích kỷ rồi. Chú đừng nói thế, lâu nay tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc sống thanh nhàn của chú. Có lúc cũng cảm thấy bất công vô cùng. Tôi đèn sách vất vả bao năm, đến khi công thành danh toại, vẫn luôn lăn lộn trăn trở trăm công nghìn việc ở triều đình. Chú có biết không, càng ở vị trí cao, trọng trách càng lớn, kẻ thù lại càng nhiều. Những ngày qua được sống ở đây càng khiến tôi không muốn trở về chốn đó nữa. Thật ra tôi mới là người ích kỷ, chú hãy lượng thứ cho tôi. Anh là quan phụ mẫu, là người lo cho bách tính. Anh làm như vậy không chỉ có lỗi với tôi, có lỗi với bách tính, mà còn có lỗi với chính bản thân mình. Khi còn làm quan, tôi đã lao tâm khổ tứ, làm tròn bổn phận của mình. Đối với bách tính, tôi đâu có lỗi gì. Anh để một người không có khả năng như tôi làm quan là hại dân hại nước. Anh để tài năng của mình phí hoài nơi ao vườn chật hẹp này là có lỗi với chính mình. Đạo lý đó đến một kẻ nông dân như tôi còn hiểu, lẽ nào anh lại có thể làm ngơ? Chuyện gì thế này? Sao tôi lại ở đây? Tôi quyết định trở về với vị trí và trọng trách của mình, trả lại cho chú cuộc sống nơi đây. Anh quả thật không làm tôi thất vọng. Từ nay về sau, những mệt nhọc chốn quan trường, anh cũng có thể tâm sự cùng tôi. Của thiên trả địa, của địa trả thiên. Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, chỉ là các ngươi không nhận ra những thứ được mất của mình thôi. Ngài nói chí phải, chúng tôi là người trần mắt thịt, xin được lãnh ngộ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.